mà ý là trang tay của anh á. À em ý em mở em coi. À rồi nhà vườn tiếp tục giao lưu nha, là một cây bùm sụm trà phúc kiến. Cây này có mã số là 333 nha, mã số là 333, là một cây bùm sụm trà phúc kiến phong thiên nhiên. Bên YouTube còn nhiều, còn 20 là tục luôn đó. Con tắc kiện, con tắc kiện vậy kìa. Cây này có mã số là 333 nha. Tổng hoành cây này có 1, 2, 3, 4 thân chung cốt luôn. Tổng hoành là 30, tổng hoành là 37 nha. Cây cao lên đến ngọn thì cỡ tầm cây cao lên đến ngọn tầm 110, cao đến ngọn tầm 110 nha. Bầu ươm hiện tại là 45 nhân cho 39, 45 nhân cho 39 nha. Rồi cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh, dọn vườn là 1 triệu bao ship luôn nha, 1 triệu bao ship, 1 triệu bao ship. Thấy đó đồng nhiêu? Xa thì em xa ra nó mờ. Không có thì em chuyển qua đây, em chuyển qua đây cũng được. Là kéo đi ra xa chỗ thả ra luôn. Cầm này thả ra nó tắt. Để em lỡ nhắn. Lỡ? Tại sao em nhắn? Lỡ nhắn. Nhắn dữ không? Nhắn dữ cũng được nữa hả? Được. Thì lỡ nhắn là giờ bỏ ra tắt. Ủa sao kỳ vậy? Thì giờ em quay lên xong em quay xuống lại. Nó nhắn dữ luôn để nó quay. Lên nó thả ra thì chỉ tắt. Dạ rồi, mã số 333 nha, 1 triệu bao ship cho cây bồng sụm trà phúc kiến này luôn. Thì do có sự cố cho nên là tụi em sẽ vừa livestream mà cũng vừa quay lại cái video up lên lại sau nha. Nói chung là chắc cũng có người chơi xấu hay sao á, cho nên là nó bị sự cố rồi. Kể nó không biết được đâu được nên là cứ vạn sự tùy duyên thôi. Giống như trước đây thì nhà vườn giao lưu cũng không có livestream trực tiếp. Đó, chỉ quay những video rồi xong rồi up lên lại sau, up sau. Nhưng mà hôm bữa giờ thì Facebook ổn định nhưng mà mới có sự cố từ trưa hôm nay. Thì để coi thử nhà vườn theo dõi thử làm sao, nhưng mà bên YouTube thì vẫn bình thường. Đó. Nói chung công nghệ mạng thì nó rất là phức tạp. Rồi mã số 333 nha, 1 triệu bao ship cây bồng sụm này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.